Bọn này sáng tạo rồi đấy, khôn vãi mấy thằng Nhật này. Em này, đẩy đấy, đẩy này, đẩy phát vào giữa đúng không? Xong nhấc phát ra thôi. Đây, bây giờ nó có hai cái tay này. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video điện máy Minh Sơn. Hôm nay người bạn đồng hành trong video này của chúng tôi chính là chiếc máy sấy đất Kuta TMA350. Siêu ẩm, thật sự luôn. Rất hiếm gặp những chiếc máy đẹp như thế này mà nó còn full phụ kiện luôn nhá. Đúng. Bình thường ấy, những dòng TMA300, 350 ấy, mình gặp rất là nhiều. Thậm chí là bên mình bán rất là nhiều luôn. Tuy nhiên mà để kiếm được những chiếc máy đẹp như này này, khoảng 1-2 năm nay mình cũng chưa gặp chiếc nào như này. Và xin mời quý vị các bạn đến gần hơn, các bạn sẽ thấy được cái giá trị của nó như thế nào, độ đẹp của nó như làm sao, liệu có như những cái gì mình nói không. Đa phần thì anh em sẽ bảo là mẹ một cái thằng bán hàng nói phét, nói chém gió, nói lên cao điểm như đấy, các bạn nhìn đi, tự đánh giá đi, đúng không? Kubota nó là một cái thương hiệu hàng đầu luôn trên Nhật, của Nhật Bản, trên thế giới luôn. Không ai nói về cái chất lượng Kubota mà kém được. Cái khác, cái vấn đề của nó là nó còn zin hay không, còn ngon hay không. Và tình trạng con này 95% không ngoa, 95% không ngoa, các bạn nhìn thấy không? Đối với những dòng máy bãi Kuta này, những phần áo này nhá, nó thiết kế bằng nhựa để cho nó nhẹ nhàng, tình cảm, giảm trọng lượng của máy đi. Nên các bạn thấy không, trong quá trình vận chuyển mà nó không vỡ luôn. Nếu mà nguyên đai nguyên kiện trong cùng xốp ấy thì mình không nói. Đây là nó về theo đường hàng bãi luôn, đẩy những phần áo vô này bằng nhựa hết. Tuy nhiên mà không vỡ luôn, thật sự quá hiếm. Cái phần này này thì nó bằng sắt nhá. Bởi vì là sao, khi mà các bạn sới đá đất bắn lên gầm bằng sắt hết, phần thân tre này bằng sắt hết, phần áo nhựa trên này, áo trên này bằng nhựa thôi. Đây các bạn thấy dòng chữ Kubota này, Kubota của bố tao. Đây sách này chắc chắn rồi, anh em nhìn thấy giá trị chưa? Cái liềm này, bộ sới cái liềm này vừa cong vừa dài, đầy cảm xúc này. Sơn xanh lét một màu, một màu xanh xanh chấm thêm màu đen. Đẹp chưa, siêu phẩm luôn. Này anh em nhìn những cái răng sới này, gọi là hết nước chấm. Các anh em gen Z bây giờ hay gọi là hết nước chấm. Đéo tin. Thôi dòng này máy úp cho anh em nhé, máy úp. Này lên phần nhìn tay càng, các bạn nhá, nhìn cái phần này bọc tay càng này cũng bằng nhựa nhá, cái này bằng nhựa này. Nhưng mà bình thường á sẽ rất hay bị vỡ, đây nguyên luôn này, không vỡ tí nào, không vỡ một tí nào luôn. Rồi công tắc tắt bật máy này, công tắc này là công tắc an toàn nhá các bạn này, đấy vụt nhá, vụt này. Vụt phát là nó về đây luôn. Ấn xuống xoay về đây mới đưa vào vị trí bật được. Muốn tắt này, các bạn kiểu hoảng quá ấy, đập phát về vị trí tắt luôn. Đây là cò ga này, rất đẹp. Tay cầm vào côn này, máy úp nhá, chế hòa khí Kenshi. Động cơ này động cơ Honda à, Made in Japan. Con này sản xuất tại nhà máy Honda Moto của Nhật nhá các bạn nhá, chứ không phải Honda Moto Thái đâu, Honda Moto Nhật. Đây, TMA 300 350 này, nhìn thấy chưa anh em? Cái này là cái phần tay để điều khiển cái độ thấp, độ cao của tay lái, tùy thuộc vào độ cao của người sử dụng nhá. Mình nhìn kết nhất bộ bánh này. Đây anh em thấy nhá, thiết kế nó thiết kế cực kỳ khôn. Mình cho anh em xem. Các bạn nghĩ rằng tháo cái này ra đơn giản hay là phức tạp? Các bạn nghĩ đơn giản hay phức tạp? Nhìn tưởng phức tạp đúng không? Thực ra rất đơn giản này, các bạn thấy nó có một cái chốt này. Bọn này sáng tạo thật đấy, khôn vãi mấy thằng Nhật này. Anh em này, đẩy này. Đấy, đẩy này, đẩy phát vào giữa đúng không? Xong nhấc phát ra thôi. Đây, bây giờ nó có hai cái tay này. Các bạn muốn lắp vào để đi đường nhựa đúng không? Đẩy phát vào này, gài phát xong. Đây, không bao giờ rơi, đi tiến đi lùi không bao giờ rơi, không bao giờ bung. Sáng tạo rất là đơn giản thôi mà thật sự nó quá hiệu quả. Quả này nó đang có đăng ký bằng sáng chế như đừng đùa. Đúng. Rồi ok, toàn diện. Hợp lý. Rồi, một lần nữa thì cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi, nhớ đăng ký like, subscribe kênh nhá. Bật chuông thông báo để tiếp tục cập nhật những video mới nhất. Xin chào. Hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau.